Việt Nam 0436 rút ngắn chuyến bay từ Nghệ An đi thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cất cánh thì tiếp viên phát hiện một nam thanh niên không có thẻ lên tàu bay. Ngày 4 tháng 3, ông Trần Hoài Phương, giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh số tiền 10 triệu đồng mỗi người, đồng thời rút giấy phép hành nghề 2 tháng. Một nhân viên dịch vụ mặt đất bị phạt 4 triệu đồng. Những người này phải chịu trách nhiệm khi để một nam thanh niên vượt hàng rào an ninh lên chuyến bay sắp cất cánh. Vụ việc được đánh giá là uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Trước đó hơn 13 giờ ngày 3 tháng 3, chuyến bay VN1265 của Vietnam Airlines từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh đang đón khách thì tiếp viên phát hiện một nam thanh niên lên cửa máy bay. Người này không có thẻ lên máy bay và không có tên trong danh sách hành khách. Tiếp viên đã chặn anh ta lại và báo lực lượng an ninh sân bay phối hợp xử lý. Chuyến bay VN1265 khởi hành chậm gần 40 phút so với kế hoạch. Ngay trong ngày, Cục Hàng không thành lập tổ điều tra vụ việc. Tổ công tác xác định nam thanh niên đã trèo tường vào cảng hàng không Vinh, vượt qua nhiều chốt an ninh khác, đi xuyên qua sân đỗ tàu bay để lên xe thang vào chiếc máy bay chuẩn bị đón khách. Nam thanh niên 21 tuổi, là lao động tự do. Gia đình nam thanh niên sau đó đến sân bay, xuất trình bệnh án thể hiện người này đang điều trị tâm thần nên cơ quan chức năng thả về, không truy cứu trách nhiệm. Nguồn: VnExpress.